Thủ đô Praha đang có kế hoạch cùng với Ủy ban quận Praha 1 sẽ thu phí vào khu trung tâm lịch sử của thành phố đối với những cư dân không có địa chỉ tại đây. Mục đích của kế hoạch này là hạn chế số lượng xe cộ ra vào hàng ngày. Theo các lãnh đạo thành phố, thì biện pháp này có thể có hiệu lực vào đầu năm sau. Các thông số chính xác vẫn đang được thảo luận. Trong kế hoạch cũng đề cập đến việc hạn chế số lượng chỗ đậu xe trong trung tâm đối với du khách. Chủ đề hạn chế xe ô tô đi vào khu vực trung tâm thủ đô đã được thảo luận từ rất lâu và giờ các lãnh đạo thành phố đã cùng đi đến thỏa thuận là sẽ thu phí thay vì đóng cửa hoàn toàn một số khu vực thông xe. Theo Phó Thị trưởng Phụ trách Giao thông Vận tải Zdenek Hrib, thì số lượng xe quá nhiều tại khu vực trung tâm cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến các phương tiện giao thông công cộng khác. Ví dụ, tàu điện nổi thường bị trễ giờ vì bị ô tô cản trở. Kế hoạch thu phí vào trung tâm thành phố sẽ không áp dụng với công dân sinh sống tại đây Praha vẫn chưa có chương trình rõ ràng sẽ áp dụng thu phí cụ thể là đối với khu vực nào và sẽ là bao nhiêu ngoài ra ủy ban thành phố cũng muốn thay đổi hệ thống đỗ xe tại đây và hướng tới ra nhiều chỗ đỗ xe hơn cho những cư dân thành phố theo ông Hajib thì những thay đổi này tốt nhất nên áp dụng từ năm sau